Hôm nay ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đã tổ chức phiên họp thứ tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, chủ trì phiên họp. Sau khi Bộ Chính trị có chủ trương tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tổng kết, Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương với vai trò là cơ quan thường trực của đề án tổng kết 40 năm đổi mới đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, bộ ngành địa phương liên quan tích cực, chủ động triển khai các hoạt động tổng kết. Đến nay, Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đã tổ chức 3 phiên họp để triển khai các hoạt động tổng kết. Tổ biên tập đã bám sát đề cương, chủ động, tích cực làm việc trên cơ sở 47 báo cáo chuyên đề, 8 báo cáo nội dung theo 6 nhóm, cùng một số báo cáo của các tỉnh, thành ủy, kết quả bước đầu của các chương trình, đề tài cấp nhà nước và kế thừa kết quả của các lần tổng kết 20 năm, 30 năm. Nhìn chung các nội dung đã được trình bày theo đúng phương châm, nguyên tắc tổng kết lý luận và thực tiễn đã được rà soát để giảm thiểu sự trùng lặp. Dự thảo báo cáo gồm 5 phần lớn: bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến quá trình đổi mới 40 năm, sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới, những thành tựu và hạn chế trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, khái quát chung vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới là đầu vào quan trọng cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó có báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm. Xây dựng dự thảo báo cáo phải được thực hiện khẩn trương, khoa học với sự đầu tư rất lớn về công sức, trí tuệ, có thể chắt lọc đưa vào nội dung các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.